Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy một mọi người. Thứ nhất là con Sony Z Ultra, con này máy bản một sim, bản người một triệu mốt nhé. Ngoài hình thì cũng có bị xước rồi, xước răm khá là nhiều nhé. Viền thì cũng không có bị móp méo gì đâu, nhưng mà chỉ bị xước răm thôi. và cái chỗ phần chân sạc thì nó mất một cái rong cao su rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Nói chung là ngoại hình thuộc dạng khá màn hình thì cũng có một vài vết sức răm rồi con này thì to to gần như một con máy tính bảng luôn đấy hiển thị này đẹp nhé không có bị à, gì cả cảm ơn có thứ mượt mà ra con này là ra 2 g và bộ nhớ lưu trữ của nó à, 16 g nhé ram hai bộ nhớ 16 đây bộ nhớ lưu trữ này 16 g con này thì mọi người mua để xem phim thì cực kỳ là chất to màn hình to phạc ra giá bán lúc này là một triệu mốt thôi Z Ultra nhá Sony Z Ultra nó ứng dụng cơ bản các thứ thì nó vẫn chạy ok hết nhé có con này là con uh, LG X5 này con này máy bản hàn một sim bán người là 900 nhé Để con này chỉ hơi xước một chút ở chỗ phần góc dưới thôi còn đâu thì gần như đẹp keng rồi Đấy. không có một vết nào khác nữa viền đẹp không móp méo gì nhé máy màu xanh màn hình đẹp không xước không ám gì cả ra con này là ra hai 2 ghi nhé ra 2 ghi này à, bộ nhớ lưu trữ của con này là 32 ghi nhé ra 2 bộ nhớ con này là đây bộ nhớ lưu trữ này 32 g chạy khá là một bài với những ứng dụng các bạn Đấy. bán người 900 con này con uh, LG Q7 này máy màu tím này Đấy, bản hàn một sim bán cho người một triệu con này nâng thì bị xước răm khá là nhiều rồi Đấy, viền thì đẹp con này nâng nhựa như là viền kim loại nhé Đấy, viền thì nét căng luôn không một tí vết nào cả chân sạc tai si nhé Đấy, màn hình cũng đẹp chỉ có một vài vết xước nông mèo thôi không đáng kể gì Đấy, chỉ có phần nâng nhựa thì nó bị xước răm nhiều thôi hiển thị đẹp nhé không có bị ám bố gì ram con này là ram 3 gb ram 3 gb và bộ nhớ lưu trữ của con này là 32 gb nhé Đấy, ram 3 bộ nhớ 32 màn hình đẹp hiển thị đẹp nhé Đấy. và người là 1 triệu con này con LG G6 này máy bàn hàm một sim bán những người là một triệu tư nhé máy màu xám đường thì zin đẹp viền đẹp con này ngoại hình thì gần như đẹp keng rồi không có một vết cấn móp sâu nào xước sâu nào cả màn hình đẹp nhé không xước không ám mố gì Đây, hiển thị này đấy, nét căng trắng tinh nhé ra con này là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g nhé ra 4 g này bộ nhớ lưu trữ là 64 g bản những người là một triệu tư nhé con này nâng kính viền kim loại còn con này là con samsung galaxy grand max con này là máy bản hà một sim bán người bốn trăm năm mươi con này ngoại hình thì gần như là đẹp keng rồi đấy, đấy. nâng đẹp viền đẹp màn hình đẹp nhé không xưa không ai mố gì cả hiển thị này Đấy, trắng tinh nhá con này mọi người mua thay cái máy bàn phím nghe gọi một con máy smartphone đẹp kem giá chỉ có 450.000 thôi Giá con này là ra 1,5 g bộ nhớ trong là 16 g nhé tất cả các chức năng đều ok hết 450.000 con này con Samsung Wiz 3, email của nó là 992, bản hà một sim bán người 1 triệu mốt nhé Ngoại hình con này thì hơi xước răm rồi, xước răm khá nhiều nhé Đấy, Viền thì đẹp, viền thì không có bị móc méo gì đâu Đấy, Màn hình đẹp nhé, không xước, không ngá mố gì hiển thị này, nét căng trắng tinh ram con này là ram 2 g và bộ nhớ lưu trữ của con này nó 32 g nhé ram hai bộ nhớ 32 Bán người là 1 triệu mốt này con này con A800 này, IMEI của nó 035, bản hà một sim, bán 900 nhé. Con này bị mất vân tay, còn đâu tất cả chức năng khác đều ok. Đấy, mà máy zin đẹp nhé, máy màu vàng này, Nừng thì zin đẹp, viền thì chỉ hơi xước móc nhẹ một chút thôi. Đấy này. Đó, tí ti thôi, không đáng kể gì. Đó, con này nó vỏ nhôm nguyên khối thiết kế này, cạnh tiếp này. Đấy, rất là đẹp nhé, màu, màn hình thì đẹp, không một vết xước nào cả. Đấy. cái nó bị mất vân tay thôi, nhưng mà phím hôn thì vẫn ấn bình thường hiển thị đẹp nhé màn hình AMOLED không có bị ám ố gì cả Ram con này là Ram 2G và bộ nhớ trong của nó 32GB ngoài cũng có phạc Bản bán người là 900 nhé con này con A520 này e IMEI của nó 213 bản hàm một sim bán người 1 triệu 3 nhé nâng gì nhưng mà bị xước uh, khá là nhiều rồi còn có một vài đường xước này đường viền thì chỉ thì hơi móp nhẹ tí tí thôi nói chung viền con này thì còn khá là đẹp ừ. màn hình thì đẹp xuất sắc rồi không một vết xước không có một vết ám mố gì cả. hiển thị này. trắng tinh nhá, con này màn hình AMOLED, chân sạc type C si, hỗ trợ sạc nhanh rồi cả Biến vân tay các thứ đều ok hết nhá, RAM 3 GB. Bộ nhớ trong của nó là 32 GB, à 520 chạy khá là một mà. Và người là 1 triệu 3 nhé, chứ cái chê con đấy là chỉ có những lưng nó xước thôi. Con này cũng là con A520 này, IMEI của nó 019 bàn Hà 1 SIM máy người 1 triệu 4 nhé, Ngoại hình con này thì gần như đẹp keng rồi. Nưng zin đẹp, máy bóng loáng luôn, viền đẹp này. Con này đúng rồi, phải keng rồi màn hình không một tỷ vết đâu cả nói chung gặp được một con A 520 đẹp như này nó rất là hiếm đấy màn hình AMOLED hiển thị đẹp nhé dòng xước sát ám ấu gì dàn 3 g bộ nhớ trong là 32 g nhé đẹp kèm, một triệu tư này con kia xước hơn tí rẻ hơn 100 000 con này con A10e này, email của nó 171 bản hàng xin sim bán về 1 triệu 2 nhé Con này uh, nâng thì hơi sức nhẹ một chút rồi Con này vỏ nhựa mà Nó dễ xước, chỉ hơi sức răn thôi chân sạc tai si hỗ trợ sạc nhanh nhé viền thì cũng có bị móp méo nhẹ một chút Đấy, có một vài vết móp nhé màn hình thì đẹp Đấy, không xước không ngá mố gì Đấy, hiển thị trắng tinh nhé. căng nhé Đấy, màn hình tràn viền khuyết giọt nước con này màn hình thì không có gì phải chê rồi ram con này là ram 2 g và bộ nhớ trong của nó là 32 mươi nhé chạy tất cả các ứng dụng cơ bản đều mượt mà Đấy, ram hai bộ nhớ 32 hai chân sạc tai si có hỗ trợ sạc nhanh mà những người là một triệu hai nhé con này con sim 4 Plus này, IMEI của nó 062 bản hàng một sim bán lúc 1 triệu tư. Ngoài hình con này chỉ là sức răm nhẹ thôi, xước tí đi thôi. Đấy, chỗ chân dạng cũng hơi xước một chút, đi đẹp bóng nhoáng luôn, không có một vết mó méo nào cả. Đấy, thậm chí bên này vẫn còn siêu thì màn hình đẹp nhá, không xước, không ám ố gì. Đấy. Và dòng Plus thì bao giờ nó to, màn hình to, pin khỏe, ram 3 g bộ nhớ trong 32 g, bán là một triệu tư nhé. Con M20 này con M 20 này, IMEI của nó là 687 bản hàng một sim bán về 1 triệu 6 nhé ngoại hình con này chỉ bị sức răm thôi sức răm khá là nhiều nhé viền ừ. nhựa nói chung, viền nhựa thì không thể tránh được nếu mà viền nhựa mình không dán thì kể cả có dùng ốp nó càng dùng ốp càng bị sức răm sức răm rất nhiều nhé ở chân sạc tai si có hỗ trợ sạc nhanh nhé Đấy, con này chỉ sức răm thôi chứ không có một vết mót méo nào cả M20 màn hình đẹp nhé không có một vết xước nào cả và cũng không có bị ám mố gì nhé hiển thị này Đấy, trắng tinh luôn màn hình tràn viền viết giọt nước ra con này là ra 3 gb bộ nhớ trong của nó là 32 ghi nhé đấy, bán rồi là 1 triệu 6 này m 20 con này con Samsung Galaxy 4 này, e của nó 798, bản hàn một sim phải nguyên một triệu tám nhé. Máy màu vàng, nâng con này thì bị sức răm khá là nhiều rồi, răm nhé. Đấy, viền thì đẹp, con này đấy kiểu con này là lưng nhựa này, đấy, dùng ốp này, đấy, mọi người nhìn thấy không? Cái viền ốp này, đấy, dùng ốp này nó bị sức răm như thế này, đấy. Nhiều. vì hạt sản nó vào nó cọ cọ đi còn hại cái cái ốp này nó bị sức giảm nhiều đấy, nên là viền của này rất đẹp luôn ốp thì được cái màu viền tốt màn hình đẹp nhá không có xước sát ám gì cả hiển thị nét căng trắng tinh và giam con này cũng là giam 3 g và bộ nhớ trong của nó cũng là 32 g nhé mọi người chờ chút cho mọi người xem thông số và bộ nhớ trong đấy. Đấy, bộ nhớ lưu trữ của nó này. Đấy, 32 g nhé giam 3 g màn hình à tràn viền quyết giọt nước và nó là một triệu tám này con này con a 30 này im của nó là 543 bản hàn một sim bán người là một triệu tám nhé nâng con này cũng bị sức răm rồi Đó. gì hơi sức răm viền thì cũng đẹp nhé không có bị móp méo gì cả chỉ hơi sức răm chút thôi màn hình đẹp màn hình zin đẹp không xước sát à gì Đấy. cũng là màn hình amoled nhé tràn viền vết giọt nước hiển thị nét căng trắng tinh đó, con này cũng là RAM uh, 3GB và bộ nhớ lưu trữ của này nó 32GB nhé Đấy, RAM 3 bộ nhớ 32 à, 30 bán luôn là 1 triệu 8 nhé con này con A8 này email của nó 061 bản hà một sim bán luôn là 1 triệu 8 này con này ngoại hình thì đúng là đẹp keng rồi máy màu vàng này nâng zin đẹp viền đẹp đẹp keng xe beng nhé Đấy, viền đẹp này màn hình đẹp nhé không xước con này cũng không có gì gần như là mới luôn đấy Đấy, màn hình không xước không ám mố gì màn hình amoled nhé ram con này là RAM 4 gb và bộ nhớ trong của nó là 32 mươi nhé a 8 này là RAM 4 nhé đây em cho mọi người xem thông số RAM của nó này Đấy, Đấy, mọi người chờ chút nó sẽ nó cái thông số RAM của nó là RAM 4 gb bộ nhớ lưu trữ là 32 mươi hai nó trước hai mắt cam này không một tí vết nào cả keng một máy màu vàng nhé Đấy, nhìn rất là đẹp con này con A12 này email của nó là 510 bản hàn một sim bán người 1 triệu 9 nhé con này ngoại hình đẹp kem luôn đẹp như mới luôn đấy mọi người nhìn này cam trong veo đẹp lưng này không một tỷ vết viền chân sạc tai si có hỗ trợ sạc nhanh nhé viền vẫn còn siêu luôn nhé con này cũng như kiểu vừa đập hộp luôn đấy đó, này, siêu này đó, siêu nhé màn hình này không một vết xước nào bạn cũng không có một vết amố nhé hiển thị này nét căng trắng tinh luôn và pin của nó cũng rất là trâu Mọi người chờ chút em để cho mọi người xem thông số RAM dôm của nó RAM của nó là RAM 3GB, Một nhớ lưu chữ của nó là 32GB nhé Còn này pin 5000, chạy rất là trâu Mọi người đọc 1 triệu 9 nhé, A12 Ngoại hình đẹp kem Con này là A9 Pro này, IMEI của nó 428, bằng hàn 1 sim, mảnh nguyên 2 triệu 6 nhé Máy màu xanh Đấy. Ngoại hình của nó đẹp, kem sạc em luôn này rất là nhiều máy đẹp kem nâng dìn đẹp viền đẹp bóng loáng luôn không một tỷ vết nào cả Nâng không một vết xước viền không một vết móc méo nào cả nâng kính viền kim loại nhé chân sạc tai si hỗ trợ sạc nhanh màn hình không một tỷ vết Đó. màn hình tràn viền đục lỗ này Đó. không có bị xước sát a à, mố gì cả ra con này là ram 6 g nhé ram 6 g bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 trăm hai mươi tám g nhé giảm 6 bộ nhớ 128, máy đẹp kèm, bán cho người đá 2 triệu 6 Con này con A50 này, IMEI e của nó 327, bàn hà 1 SIM, bán cho người 1 triệu 9 nhé Con này nưng zin nhưng mà đây hơi dạn một chút, Đấy, có 3 vết dạn thôi Còn đâu không có bị xước sát gì cả, viền đẹp nhé Con này đúng là cái nưng không dạn thì ngoại hình cũng là đẹp kèm luôn có 3 vết dạn thôi Đấy, màn hình không có bị xước sát gì cả nhưng mà hiển thị hơi ám nhẹ một chút, nó hơi ám hồng nhẹ một tí thôi Đấy, hơi ám hồng nhẹ nhé ra à, con này nó ra 4 GB, bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 GB nhé. Mọi người chờ chút cho cho mọi người xem cái bộ nhớ lưu trữ của nó này. Đấy, ra 4 bộ nhớ 64 nhé. Đấy. Bản lúc này là 1 ,9 triệu chín này. Con này con A 70 này, email của nó là 235, bản Việt 2 sim, bản người hai triệu tám nhé. Con này thì uh, vỏ đã thay mới rồi, Đấy, tức là viền mới lại nâng, mới viền này đã thay mới rồi nên là đẹp như mới luôn, không? không một tí vết rồi nhé. Đấy. Không có một tí vết nào. Đấy màn hình đẹp không có bị xước sát đáy mố gì cam kết mọi người là con này chỉ thay nâng với viền thôi còn đâu main zin màn zin và các linh kiện khác đều zin nhé hiển thị này đẹp nét căng trắng tinh ram con này là ram 6 g bộ nhớ lưu trữ của nó là 128 gb hai mươi g ram sáu bộ nhớ 128 hai tám và là hai triệu tám nhé a à, 70 con này con S8 Plus này, email của nó 096 bản Hàn một sim, tháng là 1 triệu tư nhé Máy màu xanh, lưng thì zin đẹp, viền khá là đẹp nói chung viền chỉ hơi sức nhẹ thôi à, có một vài vết chấm nhẹ thôi chứ không có bị bóp méo gì cả con à, này thì màn hình thì đã thay kính rồi đây, nên là nó có một chút bột khí ở góc này với à, lại uh, thay kính nên là kỹ thuật bị làm ảnh hưởng đến màn hình nên là nó bị chết điểm cảm ứng nhé đây độ hiển thị thì hơi ám nhẹ một tí phần dưới này hồng hồng nhẹ đây em sẽ thử cảm ứng cho mọi người xem này đây. À. À, nó chết phần cảm ứng phần trên này à phần trên này nó không cảm ứng được còn phần dưới này thì ok hết nhé à, dưới này cảm ứng ok hết này, đó. Đây này nó bị uh, chết điểm cảm ứng phần trên này đó. đó chết điểm cảm ứng ở phần trên Còn đầu phần dưới thì cảm ứng ok hết bán à, cho người hơn giá mê một chút thôi một triệu tư mà chết điểm ở cảm ứng ở phần trên nhưng mà mình vẫn khi mình thực hiện cuộc gọi thì mình ấn được dưới này nó không uh, ảnh hưởng gì cả đó. Đấy, do nó bị ảnh hưởng cảm ứng ở trên này thỉnh thoảng nó chạm cảm ứng một chút thôi nên nó hơi hơi chạm ở phần trên này nó hơi nhảy cảm ứng một tí nhưng mà nói chung là cái đấy thỉnh thoảng nó bị vị thôi còn đâu mình ví dụ mình ấn ở dưới ok hết không có vấn đề gì cả đây ví dụ như mình vào soạn tin nhắn thế đấy, ở phần dưới này thì không có bị chết một bất cứ một điểm nào cả nhé đấy, em thử hết này. Đấy, tất cả các phím đều ok nhỉ nên là đây kể cả mình ví dụ mình đây, trở lại các thứ đây ví dụ như mình nhấn các cái thao tác ở trên này đều ok nhé đó. Đấy, cái cảm ứng ở trên này thì nó chỉ có ảnh hưởng là đấy, ví dụ mình vuốt thông báo xuống này mình không vuốt được thôi đấy, mình vuốt thông báo không, không vuốt được thôi còn đâu ví dụ như các cái icon ở trên này đấy. mình đều ấn bình thường đây, ví dụ như icon này đấy, gmail có thứ này đấy, icon ở trên đầu đấy nó cũng không bị ảnh hưởng gì và tất cả các icon ở dưới này thì đều ok đấy. Đấy, nó chỉ có ví dụ như phần tìm kiếm này đấy, thậm chí gõ vào phần tìm kiếm thì vẫn gõ ok nhé chỉ ví dụ như là đây có phần trên này thì không không cảm ứng được thôi thì gần như là chết điểm của bấm đầu này nó không không ảnh hưởng gì đến mình thao tác ở trên màn hình mấy đâu thì ừ. con này bán hơn giá bên cho mọi người một chút để mọi người chạy app hoặc là treo game treo app gì đấy hoặc để dùng tạm chạy trái thứ thì tùy mọi người nhé ừ. con này ra của nó là RAM 4 ghi và bộ nhớ lưu trữ con này là 64 mươi ghi nhé ra bốn bộ nhớ 64 mươi thỉnh thoảng nó chạm vào một chút như thế thôi ra bốn bộ nhớ 64 mươi bốn nhé s tám một chữ tư hơn giá bên chút thôi ngoại hình thì khá đẹp cái này con S20 Plus làm cờ nhé, bản hàm một sim bản quyền 26 đây à, cũng là máy màu xanh nhưng mà màu xanh của cái dòng S20 này nó nhạt hơn một chút so với dòng S8 Plus kia. À, nhưng con này thì cam kết mọi người là mê miếc có thứ nào zin đây mọi người nhìn này cam này, đấy, đèn xì móng nhoáng luôn, nâng thì vỡ, đấy, vỡ bét bé phần dưới rồi nhé, đấy, phần trên thì có một đường nứt thôi, nhưng mà không, được cái cam thì vẫn còn không uh, có ảnh hưởng gì cả vẫn còn đẹp, màn hình thì cũng có một vài vết móp rồi, móp nhẹ thôi. Đấy, móc vào góc này, này. Đấy, em nghĩ là nó rơi ở góc này nó bị vỡ ở chỗ này, rơi chỗ này thì tác động ở đây là chỗ này vỡ vụn hơn này. Viền thì cũng chỉ có một vài vết móp nhẹ thôi. Đấy, màn hình thì kính bị vỡ ít hơn nhé, nâng thì vỡ nhiều nhưng mà màn hình thì đây vỡ ít, này. Đấy, vỡ ít, đấy, vỡ ít đây. và màn hình con này thì cũng có bị đốm to nhá, con này đốm cũng khá là to này, đốm này. Thực ra giá hai triệu sáu là giá men rồi, mọi người nhờ thậm chí mọi người mua men cũng khi còn đắt hơn cảm ứng con này con này nói chung là để mọi người chạy game chạy app hoặc là để dùng tạo chữ cháy vẫn ok hết bởi vì là nó đây đó cảm ứng các thứ này cực kỳ là mượt mà nhé đó. không có bị chết bất cứ một điểm cảm ứng nào cả cảm ứng rất là mượt mà luôn đấy là đốm to thôi để mọi người mua con này thì mọi người kể là mọi người thu mua thay một cái màn mới nguyên khung đúng không màn mới nguyên khung nhé thì giá nó vẫn rẻ hơn thị trường cộng với giá màn cộng với giá em bán này nó vẫn rẻ hơn máy ý. ở trên thị trường nhé ram con này là ram 12g bộ nhớ trong còn nó là 256g con này uh, màn của nó sẽ rơi khoảng tầm tức là màn nguyên khung của nó nhá màn mới nguyên khung uh, nó sẽ có giá khoảng tầm đâu đó tầm 4 triệu gì đấy thì 4 triệu cộng với hai triệu 6 thì nó với rơi vào 6 triệu sáu thôi giá vẫn là rẻ hơn trên thị trường và con này nó còn s20 và Plus năm g nhá ra 12 gb bộ nhớ là 256 g đấy, còn đâu mọi người cứ để như vậy dùng tạm vẫn thoải mái luôn đấy. cảm ứng rất mượt mà và hiển thị thì không có một chút án nào cả đấy. cam kia các thứ này đẹp nét căng luôn đây là cam trước nhé cam sau này đấy, tất cả ba cam đều ok hết rồi ba chế độ ba chế độ cam đấy. Đấy, góc rộng góc siêu rộng tên có các thứ ok hết nhé hai triệu sáu thôi con này con s 21 5 cờ này mới của nó là 571 bản hàn một sim máy 16 chữ 8 nhé con này máy màu vàng, vàng hồng nâng zin đẹp viền đẹp con này phải nói đẹp keng xà rồi không một tỷ vết đâu cả đẹp keng nhé màn hình không có một vết xước và không có một vết à, mố đâu cả hiển thị này nét căng trắng tinh nhá ra một này nó ra 8 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 256 g nhé con này màn hình hỗ trợ 120 trăm hai mươi cực kỳ là nó mượt nói chung là con này không gì phải chê rồi ngoại hình đẹp giá là 6 triệu 8 nhé con này con nốt 8 này email của nó là 39 chín uh, con này uh, bản hàn một sim bán 12 hai triệu một nhé, nâng thì zin đẹp viền thì uh, cũng có bị xước móp một chút rồi nói chung là nó chỉ hơi sức nhẹ thôi con này viền chỉ hơi xước răng thôi Đấy, bút thì uh, bút màu vàng nhé Đấy, màn hình thì đây có xước một chút ở chỗ này còn đâu thì gần như là không có vết nào khác hiển thị màn hình con này thì bị ám nhé Đấy, con này uh, nó ám hồng khá là nặng nói chung là con này cũng vào dạng án nặng rồi Còn nó cảm ứng các thứ thì đều ok hết giam 6GB, bộ nhớ trong của nó là 64GB Đấy. màn ám mình để chế độ nền đen thì gần như nó không bị ảnh hưởng gì nhiều giam um, 6 bộ nhớ 64 bán vào ngày 2 triệu 1 con này cũng là Note 8, email của nó 325 màn hàn đã lên 2 SIM rồi, bán vào ngày 2 triệu 9 nhé. con này uh, nâng di đẹp, viền thì xấu rồi Đấy. viền thì bị xước móp khá là nhiều Đấy viền hơi cá sấu tí nhưng được cả cái kính đằng trước kính đằng sau đẹp hiển thị đẹp nhá Đấy, không xước không á mố gì cả Đây. hiển thị này Đấy, trắng tinh nhá ra con này nó ra 6 g bộ nhớ trong của nó là 64 gb nhá thì 6 bộ nhớ 64 mươi bốn mười triệu chín này con này là con Note 8 này Email của nó 499, bàn bản một sim bán người ba triệu sáu nhá con này máy màu xanh lưng zin đẹp viền thì chỉ hơi sức nhẹ thôi chỉ có một vài vết sức đầu kim thôi không có một vết móc méo nào đâu Đấy vài vết xước chấm chấm ti ti thôi. Đấy, màn hình đẹp nhá, kính đẹp. Đấy, không xước sát gì, hiển thị đẹp, không có ám miếc gì nhá. Đấy, giam con này là RAM 6 GB, một nhớ trong là 256 GB nhá. Đấy, bản người là 3 triệu này. Đấy, còn con này là con uh, Note 20 Ultra 5G nhá, Đấy, bản 5G nhá. Con này máy bản Hàn một sim, bản người là 2,9. Con này thì mọi người nhìn thấy cụm cam Đấy, Nhìn thấy cụm cam rồi đã biết là chất rồi. Đẹp. Phần phần uh, sau thì rất là đẹp, zin đẹp kính cam này, trong veo nhá. Viền thì hơi sức bóng một chút rồi, Đây này. hơi sức nhẹ thôi, một vài vết chấm kim thôi. Viền đúng chỉ có một vài vết chấm kim thôi. Nói chung là lưng với viền thì khá là đẹp, nhưng tiếc cái màn hình, màn hình thì zin nhưng mà cũng không có một vết sức nào cả, bởi vì nó vẫn còn ở miếng dán đông cũ này hiển thị màn hình của nó thì tiếc cái nó bị sọc này mọi người nhìn thấy không? nó có hai đường sọc chỉ này, Đó, hai đường sọc chỉ nhé, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng các thứ cả, nói chung mọi người vẫn dùng tạm chữa cháy ok, rồi chạy game, chạy app các thứ thì phải nói nó vô đối rồi, không đối thủ, hai triệu chín thì đúng là không đối thủ luôn, cảm ứng các thứ Mượt mà, nói chung mọi người dùng tạm chữa cháy ok nhé, à, Thì cả mọi người có thay cái màn hình khác thì nó vẫn ok, nói chung là em cam kết vẫn giả rẻ hơn giá thị trường, con này mới con s 20 mươi plus, mọi người cũng có, có dùng, để như vậy để dùng tạo chữ cháy vẫn ok mọi người có thể đi thay một cái màn mới giá cam kết vẫn rẻ hơn thị trường này, hiển thị con này thì không có bị đốm tiếc gì cả không án gì cả đúng duy nhất hai đường sọc chỉ cả mới có thứ thì vẫn vườn mà ok và con này thì cũng màn hình 120 trăm này mượt mà ra một con là 12 hai bộ nhớ trong là hai trăm năm mươi bản bốn g con này thì như là nó chỉ là giam tám g thôi bản năm g là ra 12 hai g nhé Đó. cực kỳ mượt luôn đây, cam thử cho mọi người xem, cam siêu chất luôn, trong veo luôn nhé, đó, đây ba chế độ cam này, đây, góc siêu rộng này, đây, tê lê này, Đấy, mọi người nhìn, đây nó mới là zoom 5 x thôi, Đấy, mọi người nhìn, nhìn zoom 5 x này, Mà cứ cầm trên tay gần như là nó không bị zoom luôn nhé, Đấy, em uh, zoom to hơn nữa này, nó có chế độ zoom 50 x trên, zoom 50 x thì, Đấy, mọi người nhìn nhau, zoom 50 x thì thôi rồi luôn, đây. Đấy. quá kinh khủng luôn, cam của nó này, mọi người nhìn rất là chất nhé Đấy, bán người là hai triệu chín thì trên đây là những máy hôm nay em bán cho người mọi người lấy máy gì nhắn qua zalo số không ba bốn bốn chín 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 bốn sáu cho em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người